Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Utirena nhận token ULTI nha các bạn. Thì con token này được xây dựng trên mạng lưới Binance Smart Chain và đây là trang web của họ. Thì họ làm về MST Market, về Game Player và Artist Developer nha các bạn. Thì hiện tại thì họ đang trong chương trình bán hàng Free Sale ICO các bạn. Thì trên trang ICO, trên Telegram cũng đã đăng về cái dự án này nha. Cũng đã đăng về dự án này thì tổng công của nó chỉ là 250 tỷ thôi. Tổng công của nó là 250 tỷ nhá. Và được audit bởi Testray và Solidai Finance. Ok thì để tham gia vào cái dự án hôm nay ấy, thì các bạn vào link dưới phần mô tả video. Sau đó các bạn mở con bot ra cho mình. Trên bot thì các bạn ấn vào nút start để cho với bot. Bot nó phản hồi hơi chậm nha các bạn. Thì tham gia vào cái airdrop này các bạn sẽ nhận được là 7.000 token ULTI và các bạn sẽ nhận được thêm là 1.000 token ULTI cho một referral. Ok thì sau khi các bạn ấn vào nút start xong thì các bạn điền lại captcha như sau. Thì các bạn yêu cầu chúng ta điền lại cái chữ insert này. Thì các bạn ghi lại cái chữ insert cho mình nhé. Cái chữ insert ở dưới này. Các bạn ghi lại in này, set này. Ok, sau đó các bạn gửi cho bot. Ok, sau đó thì chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Thì cái nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta join vào kênh Telegram group. Các bạn vào join out Telegram group. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel. Các bạn vào join out Telegram channel. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow từ Twitter, like và retweet lại Bintis. Các bạn vào đường nhiệm vụ thứ ba, follow từ Twitter. Trên từ Twitter của dự án các bạn ấn vào nút follow. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đầu tiên này, các bạn tiến hành like này. Sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ lên một cách trực tiếp. Các bạn vào retweet, tweet lại. Như vậy là 250 triệu anti BN Rapper. 250 triệu thì suy ra tương đương là khoảng là 25.000 người các bạn ạ. Như vậy là từ Twitter của họ là hơn 38.000 người. Hơn 38.000 người nhưng mà trên Telegram của họ chỉ mới có là 19.000 người thôi. Ok, còn khoảng là 5.000 slot nữa nhé. Ok, thì sau khi các bạn follow và chia sẻ lại biết trên từ Twitter xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Facebook. Các bạn vào follow Facebook. Trên Facebook của dự án các bạn nút thích và theo dõi. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là subscribe kênh YouTube, like và share video. Ok, các bạn vào subscribe to YouTube. Thì trên YouTube của dự án các bạn ấn nút đăng ký. Sau đó các bạn ấn vào cái video đầu tiên nhé. Cái video vào 3 tuần trước này. Thì ở cái video này các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ. Các bạn chia sẻ video này lên Facebook nha. Để tí nữa chúng ta là lấy cái link bài viết mà chúng ta chia sẻ trên Facebook đó các bạn. Ok, chúng ta chia sẻ cái video này lên Facebook, đăng lên Facebook này. Ok, sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel của trang ICO. Các bạn ấn vào join and read until review on ICO này. Thì chúng ta tiến hành join vào nhé. Bạn nào chưa join vào cái trang ICO in moment này thì các bạn ấn vào nút join nhé. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow trang ICO in moment trên Twitter. Các bạn ấn vào nhiệm vụ cuối cùng, follow ICO này. Thì trên Twitter của trang ICO in moment các bạn tiến hành ấn vào nút follow theo dõi nhé. Sau khi follow theo dõi xong thì các bạn kéo xuống đây. Các bạn tìm lại cái bài viết lúc 38 phút trước này. Cái bài viết về cái dự án là Utirena nhận token ở ULTI này nhé. Các bạn tiến hành like này. Các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn nút chia sẻ. Chúng ta chia sẻ lại một cái trực tiếp. Các bạn vào retweet tụi mình lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn ấn vào nút submit your detail. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta điền lại email. Thì các bạn điền lại email trên bot nhé.
và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta điền lại từ Twitter, username từ Twitter, thì các bạn quay trở lại từ Twitter. Các bạn quay trở lại tường nhà, các bạn chọn avatar, các bạn copy lại cái username ở dưới phần tên của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó hỏi chúng ta đã follow Facebook chưa, thì các bạn chọn yes. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta điền lại link profile Facebook, thì các bạn quay trở lại với Facebook, các bạn vào trang cá nhân Facebook của các bạn. Sau đó các bạn copy lại cái link profile Facebook của các bạn nhé. Bạn nào mà dùng trên điện thoại thì các bạn chọn vào phần dấu ba chấm này này, sau đó các bạn chọn vào phần sao chép liên kết vào trang cá nhân thì nó hiện là link profile Facebook cho các bạn thôi nhé. Các bạn copy lại cái link profile Facebook, sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link profile Facebook của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó hỏi chúng ta đã subscribe kênh YouTube chưa, thì các bạn chọn yes. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại cái link kênh YouTube, thì các bạn quay trở lại với YouTube, các bạn chọn avatar, các bạn chọn kênh của bạn, sau đó các bạn copy lại cái link kênh YouTube của các bạn nhé. Bạn nào mà dùng trên điện thoại thì các bạn chọn vào phần dấu ba chấm nhé, sau đó các bạn chọn vào mục chia sẻ, sau đó các bạn chọn vào phần sao chép đường dẫn, các bạn sao chép lại cái link kênh YouTube của các bạn nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link kênh YouTube của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta điền lại cái link video mà chúng ta hồi nãy chúng ta chia sẻ lên Facebook, thì các bạn quay trở lại với Facebook, thì bên trong trang cá nhân Facebook của các bạn kéo xuống, chúng ta copy lại cái link bài viết về cái video hồi nãy mà chúng ta chia sẻ, thì ở dưới thì bạn nào mà dùng trên máy tính thì các bạn nhấn vào cái phần thời gian này này nhé. Các bạn nhấn vào phần thời gian này này. Ok. Sau đó các bạn copy lại cái link bài viết này thôi. Còn bạn nào mà dùng trên điện thoại thì các bạn chọn các bạn đăng nhập vào app á, các bạn chọn vào mục chia sẻ nhé. Còn bạn nào mà dùng trên điện thoại mà đăng nhập vào web á thì các bạn cũng nhấn vào phần chỗ thời gian chỗ 3 phút này này, thì sau đó các bạn copy lại cái link này thôi. Copy lại cái link bài viết này. Còn bạn nào mà dùng trên app á thì các bạn chọn vào mục chia sẻ, sau đó các bạn chọn vào phần sao chép thôi, các bạn sao chép lại cái link bài viết này. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link bài viết đó vào đây và gửi cho bot. Thì để kiểm tra lại có phải bài viết của các bạn hay không thì các bạn chỉ cần nhấn vào lại cái link của các bạn thôi, nó sẽ dẫn các bạn đến các bạn kiểm tra lại. Đấy, nó sẽ dẫn các bạn đến trang cái bài viết mà chúng ta đã chia sẻ thôi. Ok. Tiếp theo đó thì hỏi chúng ta đã follow trang ISO hình mẫu mình chưa? Các bạn chọn yes. Sau đó các bạn chọn yes luôn. Và cuối cùng thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ ví Binance Smart Chain Web 20. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SailPay. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain giúp mình nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái địa chỉ Smart Chain của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, tiếp theo đó các bạn có thể ấn vào phần Balance để check số dư. Thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được 7.000 token ULTE. Và đây là link red của các bạn, các bạn copy lại link red đi tinh thần bì để nhận thêm token nhé. Thì qua mỗi lượt refer, các bạn sẽ nhận được thêm là 1.000 token ULTE nhé. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 7.000 token ULTE đến từ dự án UT Arena. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.